tài xế container đâm xe in job A đi lùi trên cao tốc vẫn bị đề nghị truy tố. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên vừa ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố vụ xe container tông xe in job A đi lùi trên cao tốc làm Hà Nội Thái Nguyên khiến 5 người tử vong, 5 người bị thương ồn ào dư luận suốt thời gian dài. Theo kết luận điều tra, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 11 năm 2016, Ngô Văn Sơn điều khiển ô tô đi đến nút giao Yên Bình, xóm Xứ, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên. Khi vừa qua lối ra khỏi đường cao tốc thì một người trên xe bảo Sơn đi chậm lại để hỏi chính xác đường đi thành phố Sông Công. Sơn bật đèn xi nhan phải, điều khiển xe ô tô đi vào lề đường ngoài cùng bên phải giáp hàng rào tôn sóng và đi chậm lại, sau đó dừng xe cho hai người xuống vì bị say xe. Sau đó, Sơn lùi xe theo hướng Thái Nguyên Hà Nội với mục đích đi ra nút giao Yên Bình. Cùng lúc đó, Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS89C079.17, kéo theo rơ móc có BKS89G004.85 đi với tốc độ khoảng 60-65 km/h, đi đến nút giao Yên Bình, hướng Hà Nội Thái Nguyên. Theo Hoàng khai, Hoàng phát hiện phía trước cùng làn đường có xe ô tô in job A do Ngô Văn Sơn điều khiển cách đầu xe của Hoàng của 70m có bật đèn màu đỏ. Hoàng không phanh xe giảm tốc độ mà định vượt lên để tránh xe của Sơn. Quan sát gương chiếu hậu bên trái thấy có xe đầu kéo ben đang đi nên Hoàng cũng không chuyển làn được. Khi cách xe của Sơn khoảng 10m, Hoàng đạp phanh xe và đánh lái về phía bên phải đường. Nhưng do khoảng cách quá gần nên đầu xe của Hoàng đâm vào đuôi xe ô tô do Sơn điều khiển dẫn đến vụ tai nạn. Kết luận điều tra cho biết, đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có hệ thống biển báo cự ly 50m ở hai bên chiều đường. Đoạn đường xảy ra tai nạn là chiều đường Hà Nội Thái Nguyên thuộc đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên ở khoảng giữa lối vào và lối ra đường cao tốc ở nút giao Yên Bình. Tại góc giao nhau giữa mép đường bên phải với lối ra có biển báo hình tam giác báo đi chậm. Kết luận điều tra cho rằng, bị can Ngô Văn Sơn điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn, chở qua số người được phép chở, lùi trên đường cấm lùi, vi phạm vào khoản 2 điều 16, khoản 8 điều 8 và điểm D khoản 1 điều 68 luật giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Ngô Văn Sơn đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự. Bị can Lê Ngọc Hoàng không giảm tốc độ khi gặp biển báo hiệu nguy hiểm, biển báo đi chậm và xe ô tô phía trước cùng làn đường có đèn cảnh báo đã vi phạm khoản 1 điều 5 thông tư GTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Do vậy đã vi phạm quy định về tốc độ tại điều 12 luật giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của Lê Ngọc Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự. Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra đến VKSND thị xã Phổ Yên đề nghị truy tố hai bị can Ngô Văn Sơn và Lê Ngọc Hoàng theo quy định tại khoản 3 điều 202 Bộ luật hình sự. Trước đó, tháng 11 năm 2018, sau khi gia đình bị cáo Lê Ngọc Hoàng có đơn kêu oan, TAND cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm. Một tuần sau đó, Ủy ban thẩm phán của TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận kháng nghị và giao công an thị xã Phổ Yên điều tra lại từ đầu. Thế Kha, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.